Vậy thì bố cần cắt bao nhiêu hộp thôi? Chú bảo đem cắt. Cắt thì có đi làm được luôn không anh nhỉ? Không đi làm được luôn. Dạ? Được luôn rồi. Cắt chiều là mất khoảng bao lâu anh? Cái này nếu mà em cắt bằng máy thì nó mất khoảng 10 phút. Còn nếu mà muốn cắt bằng phép bằng tầm mỹ nhất thì nó là khoảng nửa tiếng. Cắt bằng máy cũng được, nhưng mà cắt bằng máy nó hay nhiễm trùng. Cái cắt tầm mỹ thì giá như thế nào nhỉ? Nó hết 7 triệu. Cắt bằng máy thì nó hết 5 triệu rưỡi. Tức là bây giờ cắt thì cắt được luôn đúng không? Ừ. Xong rồi, thế nếu mà vận động thì vận động như nào anh? Có việc động thì em chung là đi lại bình thường, còn chạy nhảy thì 7 đến 10 ngày. 7 đến 10 ngày.